chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng mai, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở Vĩnh Bắc Bộ cùng biển ngoài khơi, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ từ ngày mai trời trở rét. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm nhiều mây và có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi là từ 29 đến 31 độ, độ ẩm là từ 70 đến 90%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và có nơi có dông, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, ở vùng núi có nơi là từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, ngày không có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và có nơi có dông, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, đêm chuyển rét, gió đông bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 25 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Thưa quý vị và bà con, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 205/2012 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012 về quản lý sử dụng đất trồng lúa. Theo thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2013, hàng năm ngân sách nhà nước hỗ trợ người sản xuất lúa từ nguồn kinh phí chi thường xuyên với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một hecta một năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước. Hỗ trợ 100.000 đồng một hecta một năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Thông tư 205 nêu rõ người sản xuất lúa sử dụng kinh phí được hỗ trợ để phát triển sản xuất lúa có hiệu quả như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lúa, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trường hợp người sản xuất lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chuyển sang thời tiết từ khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ, độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Thưa bà con, mặc dù niên vụ cà phê 2012-2013 mới chỉ thu hoạch được khoảng 70%, nhưng nhiều vườn cà phê ở Đắk Lắk đã bắt đầu ra hoa. Tại các huyện như Cư Mờ Ga, Krông Bắc, Cư Kunin, khoảng 30-40% diện tích cà phê đang cho thu hoạch ra hoa bất thường. Trong khi đó, thông thường cà phê bắt đầu ra hoa sau đợt tưới đầu tiên vào khoảng giữa tháng 1 hàng năm. Theo cơ quan chức năng, cà phê ra hoa sớm là do ngay trong vụ thu hoạch trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa rào. Sau đó nắng nóng kéo dài làm tăng độ ẩm kích thích mầm hoa nở sớm gây giảm năng suất. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ và độ ẩm là từ 50 đến 60%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!